Thời gian gần đây, loại mực xà đại dương, mực khổng lồ được giao bán rầm rộ trên các chợ hải sản online hoặc xuất hiện tại các hàng hải sản nhỏ lẻ ở chợ dân sinh. Điều lạ là mỗi con mực loại này có trọng lượng từ 2 đến 6 kg nhưng lại được giao bán với giá chỉ từ 55 đến 75 nghìn đồng một kg, rẻ hơn rất nhiều các loại hải sản hay các loại mực tươi đang bán trên thị trường. Nhiều người bán mặt hàng này cho hay, loại mực này thường được ngư dân câu bằng máy và được đánh bắt rất xa bờ nên hầu hết là hàng cấp đông khi đưa về đất liền. Khi về bờ thì loại mực này chủ yếu bán sỉ cho các nhà hàng hoặc nơi làm đồ khô nên không phổ biến ngoài chợ. Gần đây mới đưa ra thị trường, loại mực này khi ăn thịt sẽ nhạt hơn mực ống, mực mai. Trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, một số giải pháp về nhà ở đang được thực hiện như ban hành quy chuẩn quốc gia, quy định nhà ở khép kín là 45m², tạo thuận lợi cho nhà đầu tư bố trí nhà ở xã hội nói chung và các dự án khác. Một số địa phương quan tâm bố trí quỹ đất xây dựng hạ tầng, trong đó thì ngành xây dựng sẽ sửa Nghị định 100 để tạo chính sách đột phá hơn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho người dân mua nhà. Đặc biệt là chính sách ưu đãi đối với những chủ đầu tư xây dựng nhà có diện tích nhỏ với giá khoảng 15 triệu đồng một mét vuông. Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận thanh tra về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ thành đất ở không hình thành đơn vị ở một số dự án Codotel. Qua đó thì cho thấy quá trình thực hiện đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc, chủ yếu là do pháp luật hiện hành chưa có quy định về loại đất ở không hình thành đơn vị ở trong khu du lịch nên tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, khiếu kiện trên diện rộng về thời hạn sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất đối với nhà đầu tư thứ cấp đã nhận chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản và quyền sử dụng đất, thực hiện quyền cư trú. Do đó, Thanh tra Chính phủ nhận định, việc tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến Condotel được xem là rất cần thiết để khơi thông dòng vốn đầu tư đang bị tắc nghẽn, đồng thời đề xuất tạm dừng cấp phép dự án Condotel cho đến khi hệ thống pháp luật được hoàn thiện theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.